quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu được xin miễn chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu được vào ghé thăm là ông cụ mà sống một mình một chút cô bác. Cái ao này thì như là cá chú vừa mới cho cá ăn hay sao ấy, cá nổi lên ăn rất là nhiều. Như cô bác có thể nhìn thấy là cái phần phía bên ngoài của ông cụ ấy cô bác, thì một cái ngôi nhà mà cũng gọi là khá là nhỏ và khá là đơn sơ cô bác ạ. Bây giờ nếu mà muốn đi vào trong cái phần dưới này thì phải cúi xuống thì cô bác thì mới đi được. Ông thì đang xếp củi ở đây. Ông này tập về đơn là gì? Ông này tập về đơn là? Tập đến đây cái này chứ. Tập đến đây nào, mà tốt lên phản cho dài nữa. Đấy, ông thì bảo là ở phía bên kia là mưa dột lên khá là nhiều cô bác. Thì ra là ông lấy củi ra bên này. Ôi bên này dèo và tốt bên này đi dài đến bài nào mày. Dê vẫn này bổ bê tơ á. Cháu Lực vừa mới hỏi ông bảo là hôm nay ông không đi đâu à. Thì ông bảo là hôm nay thì mưa từ sáng đến bây giờ vừa mới tạnh một lúc ấy cô bác. Thành ra là ông cũng không có đi đâu được. Chị nghe chính ngay à bà? Dạ. Nhà ra. Cháu Lực hỏi ông là ăn cơm xong chưa. Thì ông bảo là ăn xong rồi cô bác. Có vẻ như là củi ông để chỗ này thì ướt rất là nhiều này. Này bạn nào tốt bị lim đường nào nên dây nói giúp phần dây nào, nên dây náo này. Bạn dây lim bay tắp tới làng không? Dây hôm nay dây đi đâu mà? Ông lên tên này ra. Lực vừa hỏi ông bảo là củi đấy, ông lấy từ đâu về thì ông bảo lấy ở dưới này này cô bác. Đằng dép mình đóng máy rồi mi à? Mi ra. Lực hỏi ông là nhà ông có ruộng không cô bác? À có rừng không thì ông bảo là có. Đây, cái này thì chắc là xếp vào đây cho. Tốt này nó dê nó. Mấy cái cây dài thì để ra bên kia. Ở dưới cái phần là nền nhà của ông cô bác. Thì những cái chỗ này là cái chỗ bếp củi của ông này. Ông này dùng cái cây này để chống. Ui mẹ này sắp sập rồi dè. Này sắp sụp đu mẹ. Vun á. Thật lúc hỏi ông bảo là chỗ đây sắp sập rồi. Ông bảo không có sợ đâu. Tắm bên nào đây bây giờ vậy? Tắm bên nào đây chứ bác? Máy này hót ảnh gì hôn hôm á? Ồ, mấy cu á? Ồ, cái chỗ mà mấy cây sao mộc ấy thì thưa các bác, cháu được vừa hỏi ông thì ông bảo là dùng làm cái quan tài ấy. Người rất là khỏe mạnh luôn, vẫn là làm quan tài. Và đây, trên nhà cháu Lực thì hầu như là cái nhà nào mà không có người ở ấy cô bác, thường hay có những cái con này này cô bác này. Con này thì không biết là hôm nay nó có ở nhà không cái con này ấy. Ồ, đi đâu rồi? Không có nhìn thấy. Tìm bằng được một con xem nào. Khó tìm phết đấy con này. Không biết là nó đi đâu hết rồi. Mấy con này chắc là nó đang chửi thầm trong lòng là phá hết nhà tao rồi, các bạn thấy.
Cái củi này thì ông dùng để nấu cơm này các bác này, để nấu cơm. Lấy du lấy phát thế nào bà? Nước mi gì nào? Chất lực vừa hỏi ông là thức ăn thì rau ăn này kia thì còn không? Thì ông bảo còn rất là nhiều. Một mình ông thì ăn thì cũng chẳng là bao nhiêu ấy cô bác. Ăn dân này réo tầm nữa nọ. Cô bác này phần long lại phần sai mới mới nè. Sai rồi. Sai rồi đó. Lực vừa mới hỏi ông rằng là thời gian này mưa nhiều ấy thì mưa có vào nhà đến nhà không, thì ông bảo là không mưa đến nhà. Từ lúc mà sửa lại xong ấy thì ông bảo là ngủ rất là ngon. Mưa không có đến nhà nữa. Từ lúc mà sửa lại chỗ ngủ trong xong là lắp cho ông thêm ga với lại chăn mới thì ông bảo là ngủ rất là ngon. Ây da. Cú nào tốt đưa bà nhé. Hả? Đưa mà. Lực hỏi ông bảo là củi này thì ông để lâu chưa? Ông hả lấy từ lâu rồi. Nói là thấy ông một mình ông ấy ở cô bác rất là buồn. Mặc dù ông là vẫn có thêm một người em ở dưới này nữa nhưng mà em thì cũng có gia đình của người em thì cũng gia đình của người em thì cũng chẳng có khá giả được bao nhiêu cô bác. Người vợ của em thì bị một chút là bị được không bình thường đấy cô bác, như kiểu là bị thiểu năng trí tuệ đấy. Phần long à nó. Hồi vừa rồi thì ông bảo là trời hôm nay thì nắng rồi chứ không là mưa cả ngày cả thời gian cả mấy ngày hôm nay luôn đấy. Thầy cháu Lực cũng mong rằng là nó nắng độ tầm 3 đến 4 ngày nữa thì đường mọi cái đi thì nó sẽ khô hết. Thì cháu Lực thì mới lấy được vật liệu đi vào nhà của ba ông cháu được. Mít tin núm ấy. Ở đây thì ông để củi đây cô bác, ướt xuống hết rồi. Mày tốt này nó rẻ nó hả? Để ở đây thì bây giờ mưa nó không đến được. Bây giờ thì cũng đã xong rồi các bác ạ. Ừ.
Còn là mấy cành này thì chắc là để phơi đấy cho ông đã. Rồi khô thì mới lấy vào hết cô bác. Để phơi cho ông. Thế bây giờ thì cháu được sẽ đi xem cái chỗ mà hôm nọ bắn tôn ấy thì có bị vấn đề gì không đằng sau nhà ấy. Mấy hôm nay thì mưa bão rất là nhiều, cũng không có vấn đề gì xảy ra cả các bác, rất là chắc chắn luôn. Ôi này, bắt đầu gì này à? Này bắt đầu lấy. Thì chảy á? Này chứ khó lắm chứ bố này. Chơi á? Ôi, ông bảo là cái chỗ mà cây lúa bị đổ đấy các bác này. Mà đắm lấy, giọt khô lấy chứ khó mà chút bắn nào. Ồ. Cái chỗ này là cái ruộng của nhà ông cô bác có một tí, nhưng mà hôm nay không may là gà nó vào phá hoại. Lên nó dê nào nè. Bây giờ thì cũng đã dọn cái chỗ này cho ông xong rồi, bây giờ để đi vào trong nhà xem là có bị dột vào trong không. Cháu được hỏi ông thì ông bảo là không có bị dột chút nào. Áo ơi, Áo á, mà thêm mới thể làm sao, mà này làm chết em ạ. Cái tên lại vậy. Đi vào cầu thang của nhà ông thì phải nói là cầu thang rất là cực kỳ là bé rồi cô bác. Mày đi vào tốt khó rồi nè, ông phải ra nè, rồi nó mới chín xong mướt rồi nè. Ồ, nhưng mà dùng đấy. Dùng này, ông bảo là bây giờ ăn cơm xong có cái lòng bàn như này đẩy này cô bác này, rất là tuyệt vời cho ông luôn. Này phắn một dù đúng không em? Đấy, ông bảo thì chỗ này không có bị dột gì cả cô bác ạ. Hôm nọ thì cháu lực mang cái chăn dày xuống cho ông ấy, thì bấy hôm nay nắng hay sao ấy thì ông vẫn dùng lại cái chăn của ông, cái chăn cú của ông ấy cô bác. Gạo thì hôm nọ thì cũng được sự đồng ý của chị Giáng My là chia cho em của ông một nửa, thì cháu Lực cũng đã bảo với ông rồi. Ăn pha gì đâu dù đấy nhá. Ông bảo là cái chăn kia cô bác còn là mới thì bây giờ chưa lạnh máy thì ông sẽ đắp tạm cái chăn cú của ông trước. Rồi thì mấy nữa, lúc nào mà lạnh thì ông mới mang ra để ông ăn đắp cô bác ạ. Nên về nên xương à, nên xương chưa kìa. Nên xương. Nên ổn dung mà nọ. À đây thì thịt ông vẫn thì vẫn còn cô bác nhá. Đây này. Nước này nước mì ướt rồi kìa. Thế hôm nọ thì đây hôm nọ thì cháu Lực mang các bếp cho ông ấy cô bác, thì có vẻ như là để được lâu hơn cô bác nhá. Đấy, chứ không phải là thịt treo các bếp thì không có để được lâu. Để cô bác nhìn xem, vẫn còn là rất là tươi này nhá. Đấy, chỉ cần là nó khô một chút rồi thì mình để lên trên cao. Xong là lúc mình nấu cơm lên ấy, lúc mình nấu cơm lên ấy, có khói của bếp lên ấy thì nó sẽ không có bị mùi nữa. Dọn một tí rồi cảm thấy là nóng rồi. Máy quạt bên nó dùng đều đều rồi. Đây rồi. Đây ra. Nhà ông thì còn là một cái máy quạt mà duy nhất thôi cô bác. Hình như là cháu được nhìn thấy là cái tài sản mà nó gọi là giá trị nhất ở cái ngôi nhà của ông rồi. Nhưng mà ông không có máy quạt thì cháu được bảo là mua máy quạt xuống cho ông, nhưng mà có máy quạt rồi thì cháu được sẽ không có mua nữa. Nó phim có thể làm sao ăn phai à ra? Tao cái gì ra? Đây hôm nọ thì cháu Lực cũng nhờ em của ông là giặt chăn, thì cháu Lực xuống bảo là lúc nào cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ gửi tiền cho bác ấy luôn. Ô cho lại bộ khắp nó của mình. Giờ đây chỉ năm trà chứ mẹ. Chính ra. Miền tiếng phát năm trà mấy à? Ăn tiếng lên tầng mới lại chứ. Vừa đây đã sáng mấy giờ miền miền đây chắc thứ mấy giờ à? Bác thì không có cái ấm để pha trà đâu chứ.
Tôi thấy mỗi lần mà lên thì đều cầm trà từ nhà ông lên, từ nhà bác lên thôi. Mà nó cũng không uống liên tục. À, không uống chè máy nữa à? Ông thì không uống chè à? Vâng. Mà có... Ông thì có hút thuốc lào gì không? Có. Thuốc thì hút. À, thuốc lào thì ông hút à? Vâng. Có nghĩa là thuốc lào thì chắc là thuốc lào thì ông hút từ lúc mà trẻ rồi, thì nha là bây giờ già rồi không có bỏ được không bác? Cháu Lực cũng chỉ bảo ông là hút ít thôi, bớt đi một chút thôi, lại là tiêu. Lạ lắm. Dễ hát chín chứ. Lúc mà bé đây cả một phần một tu ba mấy nổ. Ủa bạn đi. Đây, cảm ơn bác là anh thấy lo. Lúc mà... Đây bạn sướng. Đi, bản... khâu phát cần dê cái nước mi nào thế nổ. Mi. Ờ, nước mổ cần tiếp. Bạn đang mang tập thứ nước mà học về này, tu về này cho họ dẻo. Ừ, còn bác là anh thứ mà nước mi. Này, cháu Lực bảo là hôm nào xuống thì mua thịt lợn cho ông thì vẫn làm như thế, là treo lên để nó được lâu hơn cơ bác. Hôm nọ thì bác hộ cháu giặt chăn xong rồi đúng không? Ừ, vâng. Hãy cho Lực đi xuống bản thì cho Lực cũng chẳng cầm theo nhiều tiền đâu cô bác. Chỉ cầm theo là độ 100 đến 200 thôi. Đây, cháu gửi cho bác là 100 nhé. Bác hộ cháu giặt quần áo đấy, giặt chăn cho ông ấy. Bác xin. Vâng. Dạ thì xong khô hết rồi chứ bác? Vâng, khô rồi. Vâng. Cái khoản mà chi ra để giặt chăn màn cho ông các bác thì cháu Lực cũng trích tiền của chị Trần Đố Giáng My ra. Cái này thì được sự đồng ý của chị rồi thì cháu Lực mới dám làm như vậy các bác nhá. Đấy, không là tránh tình trạng là một số các bác sẽ bảo cháu Lực rằng là mình tự ý đưa tiền làm những cái điều mà chưa được sự đồng ý của các bác, các cô chú, các anh chị mạnh thường quân cả. Đấy, bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng cháu Lực để uống chè. Đấy, hầu như là ở trên vùng cao các bác đi nhà nào thì cũng đều có chè. Đấy, chè này thì được bác, chè này lên, bác lấy đâu về chè này? Chè mua chợ. Chè mua ở chợ à? Vâng. Đấy, chè này thì mua ở chợ các bác. Rất là thơm luôn. Đấy, hiện tại thì cháu Lực cũng đang có những cái sản phẩm là chè san tuyết này, hạt dổi này, mắc khén này, mật ong hoa bạc hà này, mật ong khoái này và mật ong rừng này cô bác. Thì có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm gian hàng của cháu Lực thì điện cho cháu Lực thì cháu Lực sẽ tư vấn cho các bác kỹ hơn và cái công dụng của những cái mặt hàng cháu Lực đang bán cô bác nhé. Cháu Lực cũng xuống và thăm ông và hỏi ông xem là thức ăn ông thì còn không thì sẽ mua cho ông tiếp. Nung chiên thì là hay lên béo khứ bà. Nung phải nữa. Ông nói thì cháu Lực đưa cho ông là 100.000 các bác thì ông vẫn còn chưa tiêu đến cái số tiền này cả. Ông bảo với cháu Lực rằng là thức ăn với lấy gạo thì cháu mua cho hết rồi thì ông cũng không có đi lên chợ để ăn được những cái bát phở cả. Nông dê, cả lớp vào khứ ngang chiên à? Không bán phải phải. Không bán phải ra. Cả lớp hỏi rằng là hôm nào ông có muốn đi chợ phiên cùng cháu không? Thì ông bảo là để một thời gian nữa rồi đi. Không đáng dê, đừng có bán hòn lắm ấy. Đừng bán là? Chiên mà ọc đúng. Nhà bác thì được gạt chưa? Chưa. Nhà bác thì năm nay thì được độ bao nhiêu bao? À, nhưng mà năm nay... Năm ngoái thì được 20 bao. Năm ngoái được 20 bao rồi à? Vâng. Nhà bác thì tôi thấy có đông người lắm nhỉ? 6 người 20 bao. Là một vụ hay là cả năm bác? Cả năm á? Vâng. Cả năm được 20 bao. Thế thì như vậy thì làm sao mà đủ ăn? Không đủ ăn được. Thế xong bác đi đâu làm không? Nhưng mà cái này thì nó không đủ ăn thì đi ăn thi kiếm ăn thế. À. Là lấy củi đi bán không bác à? Vâng, lấy củi đi bán. Ồ. Thế bây giờ thì sẽ ngồi chơi với ông với lại bác một chút nữa thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về nhà thôi cô bác ạ. Thế bây giờ thì sáng hôm nay thì mưa đến tận là 11 giờ thì trời mới tạnh. Chiều nay thì bắt đầu có hưởng nắng một chút rồi.
trong thời gian tới, 1-2 ngày tới thì chắc là không có mưa nữa. Cháu Lực cũng mong sao là nắng cho cháu Lực, để cháu Lực tiện những công việc mà cháu Lực đang thực hiện ở trên nhà của em, của bao cháu của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực có thăm ông và hỏi xem là ông còn thiếu thốn cái gì không để cháu Lực mua, là mua xuống để cho ông cô bác. Chắc là phải đến tuần sau nữa thì thức ăn của ông thì mới hết được. Đây là lá mà chín à dê? Chín. Lá chín à? Đấy, bạn này làm cái tóc phải đấy bác, được phải không? Đến từ chín lắm. Bò lá, lá tóc phải này. Đấy. Đấy, bây giờ thì cháu cũng xin phép là đi về rồi nhá. Đấy, ông thì có vẻ như là ngôi nhà của ông cô bác thì ông sống một mình ấy, thì ông đều mọi cái ông sắp xếp rất là gọn gàng cả. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã bảo với ông là bây giờ thì cháu Lực sẽ đi về thôi. Đấy, cánh cửa của ông thì chỉ có lọt một cái dáng người mà đi qua thôi cô bác. Ôi giời ơi, có vẻ trơn đấy. Ôi, lắng dê ở mấy em trăm ớt là dê. Nhà ông thì ở đây có một cái cây ớt này cô bác này. Thế hầu như là cháu Lực nhìn thấy là đồng bào dân tộc ở trên vùng cao cô bác đều làm quan tài cho mình trước cả. Cháu Lực nghĩ đây là cảm thấy là nó rất là ghê cô bác, làm những cái điều này ấy. Đây, ở trong kia thì có mấy con cá đẹp này cô bác này. Cá đen, cá đỏ này có hết. Cá chép ấy. Ây già. Đẹp đấy, con này đẹp đấy. Ui, nó lặn rồi. Nhảy xuống một phát là bắt cá luôn. Hình như cô bác có thể nhìn thấy là ngôi nhà của ông cô bác kìa. Một cái nhìn từ xa thì nó cảm thấy là như là nó rất là to đúng không cô bác. Nhưng mà đi vào trong thì thật sự ra là không có đồ đạc gì giá trị cả. Bây giờ thì chỉ có mỗi ông là một mình ông tự sống. Cái đợt mà cháu Lực vừa mới xuống thăm hoàn cảnh của ông ấy thì cây ngô nó còn bé tí thôi. Bây giờ thì cao đã bằng ngang ngửa đầu cháu Lực rồi. Thế còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về thôi cô bác ạ. Và cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em. Và gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My đã quan tâm và lo lắng cho hoàn cảnh của ông cụ này một cái thời gian mà phải nói là rất là dài đối với ông cụ luôn. Có thể là từ đây rồi đến cuối đời còn lại của ông cụ thì sẽ được chị là Trần Đỗ Giáng My thì sẽ lo cho ông hoàn toàn đấy cô bác. Hay như cái mùa này cô bác thì hay là cái bị sạt lở đấy cô bác này, ở phần là phía bên kia thì sạt lở rất là to này. Nếu mà có cái ngôi nhà nào mà ở gần kia thì sẽ là bị chôn, bị lấp luôn đấy. Và rất là phải nói là rất là nguy hiểm của bác ạ. Đấy, còn cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác, và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào cô bác anh chị.